trứng của nó, thợ này tha trứng về. Để hết cái tổ đây, mình cũng chưa trang trí gì nhiều ở cái tổ này. Cái này về các bạn thể tự thiết kế thêm đây. Trong tổ hết nhá, lỗ thông ra ngoài mình cho nó ăn ở ngoài này. Trên này là hộp này bằng mica, nó có được cái lỗ thông hết rồi để nó tiến thở này. Còn phần này là để nước thì cứ khoảng tầm là 2 đến 5 ngày ấy, mình đã cho một ống kim tiêm nước ấy, đổ hết vào đây để nó cung cấp nước cho cái vùng này, tạo độ ẩm cho trứng nở rồi khiến để tạo thành kén nữa. Đấy, kiến thợ đang chăm sóc Thiên Chúa, về quạt ở bên Thiên Chúa này. Còn đây là một tấm phim mình che lại để cho kiến có thể yên tâm sinh sản, khi nào mình muốn xem thì mình mới lấy ra thôi, chứ chủ yếu mình ngắm kiến là ngắm ở ngoài cái vùng mà vùng này. Cái này mình dán kia có kiến. Về các bạn thì gỡ ra và dán lại phần cái nó bài. Đây là một trong số các tổ mình đang có.